Chào các bạn, hôm nay thì mình cho các bạn xem cũng như là xem cho biết với phiên bản dòng xe Chevy Spark. Mình nghe nói là những phiên bản xe Spark này có rất nhiều ở thị trường Việt Nam mình. Thì hôm nay mình sẽ đi xung quanh bên ngoài, bên trong nội thất và động cơ, cũng như là mình cho các bạn xem một số thông tin hay là chi tiết về cái cách thức bảo trì nó trên phiên bản dòng xe này. Đây là 2014 Chevrolet Spark. Rất là nhỏ nha các bạn. Trước tiên mời các bạn xem phần đầu của phiên bản 2014 Chevrolet Spark này. Có giống những phiên bản ở thị trường Việt Nam mình không các bạn? Và tất cả những phụ tùng linh kiện hầu như được lắp ráp ở Korea. Có một số linh kiện cũng có thể là ở Nhật và ở Mỹ nha các bạn. Đây các bạn xem bên tay trái, bên người lái của phiên bản này. Có giống ở thị trường Việt Nam mình không? Bây giờ mình sẽ đi xung quanh cho các bạn xem trước nha. Phần cụm đèn ở phía trước rất là lớn, không có đèn sương mù phía trước cho phiên bản này Chevrolet. Bốn cửa màu trắng. Phần cửa nắp xăng bên tay phải như các bạn nhìn thấy đó. Đây là phần đuôi của phiên bản này. Chevy Spark có cần gạt nước ở phía sau. Các bạn biết không, với phiên bản 2014 Chevrolet Spark này thì ở thị trường Mỹ có tới 3 model khác nhau. Thứ nhất đó là LS hay còn gọi là 1LS, và thứ hai đó là 1LT, và thứ ba là 2LT, cũng như là phiên bản dòng xe điện EV nha các bạn, cũng có là LS, LT và 2LT. Thì đây phiên bản trước mặt mình, đây là 1LS là loại thấp nhất các bạn, có giá bán là khoảng từ độ 6.000 cho đến 9.000 đô la. Với phiên bản này đó thì nếu là hộp số tự động đó các bạn thì là trang bị hộp số CVT hay là số sàn 5 cấp. Còn về phần nhiên liệu cho những phiên bản dòng xe Chevrolet Spark này với hộp số sàn và số tự động là khoảng từ 30 cho đến 31 dặm cho một galon ở thành phố và 37 cho đến 38 dặm cho một galon ở đường trường. Tiết kiệm xăng vô cùng ha các bạn ha. Các bạn biết không, phiên bản này là 2014 Chevrolet Spark này thì có động cơ dung tích là 1.2 lít 4 xi lanh cho ra công suất là khoảng 84 mã lực. Như mình có nhắc đến đó các bạn, thì những phiên bản xe Chevrolet Spark này nó có tới 3 model khác nhau. Thứ nhất là LS hay là 1LS, và thứ hai nữa là 1LT, hoặc là thứ ba là 2LT. Thì cái sự khác biệt như thế nào thì mình sẽ cho các bạn xem, đặc biệt là ở phần bên trong nội thất. Với phiên bản LS đó các bạn thì là có trang bị là 4 loa cũng như là có dàn máy stereo nhỏ. Rất đơn giản, có thể là hộp số sàn hay là hộp số tự động nha các bạn. Và có thêm một cổng để cho các bạn sạc điện 12V DC. Còn với phiên bản 1LT thì lớn hơn nha các bạn, thì phần khung gầm bên ngoài cũng y chang, nhưng có tăng thêm phần đó là màn hình hiển thị là khoảng 7 inch màu, và có tới là 6 loa. Rồi có thêm cổng USB auxiliary cũng như là cổng phát điện 12V DC nha các bạn. Và có trang bị thêm hệ thống Bluetooth ở trên vô lăng. Còn về phiên bản cao nhất đó là 2LT thì có trang bị đầy đủ những tiện nghi của phiên bản 1LT. Cộng thêm vào đó đó là phần ghế ở bên trong được bọc bằng da, và có hệ thống heated seat cũng như là ghế tự động nha các bạn. Và ngoài ra với những phiên bản trang bị hệ thống EV thì có phần khung gầm phía trước cũng như là phía sau khác đi một chút, đặc biệt là ở phần cụm đèn phía trước và ở phía sau. Bây giờ mình sẽ khám phá phần bên trong nội thất của phiên bản 2014 Chevrolet Spark model là LS hay là 1LS nè các bạn. Thì đây là táp lô cửa ở phía trước, cũng có trang bị cửa sổ tự động, khóa cửa sổ. LS thì không có hệ thống tự động cho ghế phía trước. Cần mở nắp xăng và mở cái cốp xe phía trước. Các bạn nhìn thấy đây, đây là chỉnh ánh sáng bên trong, hệ thống mở khóa và khóa cửa, cũng như là mỗi cái cốp xe ở phía sau, cổng điều hòa gió. Đây là công tắc bật đèn nha các bạn. Thì với phiên bản này là LS hay là 1LS thì không có Bluetooth
hay là cruise control như các bạn nhìn thấy đây, nhưng có túi khí hơi an toàn trên phiên bản này. Ồ, ngoài ra thì những phiên bản mà là 1LT hay là 2LT đó các bạn, thì có hệ thống chìa khóa thông minh. Với phiên bản là 1LS này thì không có, như các bạn thấy chìa khóa bình thường. Bây giờ mình sẽ bật lên cho các bạn xem phần màn hình hiển thị như thế nào nha. Thì các bạn xem coi những phiên bản này có giống những phiên bản ở Việt Nam mình không. Bây giờ mình sẽ bật lên cho các bạn xem màn hình hiển thị như thế nào nha, của phiên bản 2014 Chevrolet Spark, model là LS hay là 1LS. Các bạn thấy không, cũng đầy đủ những cái đèn báo, từ cái đèn báo cho vỏ xe cho đến hệ thống track system trơn trượt, đèn báo lỗi có đầy đủ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bấm những nút ở đây cho các bạn xem. Xe đã sử dụng được 44.674 dặm. Với bình xăng còn lại như đây thì chạy được khoảng 132 dặm. Các bạn nhìn thấy đó, có chip A, chip B. Màn hình hiển thị rất là nhỏ. Và bên đây thì các bạn thấy phần giải trí như mình nói, với là model LS này á, thì chỉ có là hệ thống radio stereo thôi, không có màn hình hiển thị 7 inch màu. Và đây là có điều hòa gió nóng và lạnh, vặn bằng tay. Đây là track system, đây các bạn có thể bật on và off cho trơn trượt. Và đây là trang bị hộp số tự động CVT nha. Chỉ có một cổng, đó là 12V DC. Với phiên bản cao hơn thì các bạn có cổng USB, Bluetooth và auxiliary nha các bạn. Cần kéo thắng tay ở đây. Các bạn xem phần bên tay phải, cốp đựng đồ cá nhân đã ở đây. Có thể để một số đồ ở đây nha các bạn. Có túi khí hơi an toàn ở đây nè. Bên tay phải, bên tay trái, ở trên trần cũng như là ở ghế cho phiên bản LS này là lại thấp nhất. Phía trên này có đèn để cho các bạn nhìn về đêm nè. Và có hệ thống SOS để các bạn có thể gọi là OnStar. Các bạn dùng cái nút này để khi cần sự giúp đỡ từ ở tổng đài nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào từ ở cửa phía sau. Với phiên bản này đó thì các bạn chỉ ngồi được 4 hành khách thôi, có nghĩa là 2 người ngồi ở phía trước và 2 người ngồi ở phía sau như các bạn nhìn thấy đây. Và ở phía giữa có cái phần để nước suối. Bây giờ các bạn xem phần không gian phía trước của phiên bản này, coi có giống những phiên bản ở thị trường Việt Nam mình không. Và xe này hầu như được lắp ráp ở Korea. Các bạn xem phần cái tắp lô cửa ở phía sau, loại nhựa cứng. Bây giờ mình xem phần không gian ở phía sau của phiên bản nhỏ này. Dãy ghế thứ hai mình có thể gấp xuống, và phiên bản này không có trang bị bánh xe sơ cua, nhưng mà họ đưa cho mình một cái loại bơm hơi cũng như là cái dung dịch để cho các bạn bơm vào bánh xe bị bể thì nó sẽ có thể chạy được trong khoảng thời gian ngắn. Có đèn nè ở phía sau bên tay trái. Chevrolet Spark ở thị trường Mỹ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem từ bên tay phải. Hộp số tự động CVT. Đây mình cho các bạn xem cuốn sách hướng dẫn như thế nào cho phiên bản này nha. Ở đây họ còn có tờ giấy nè. Thì như mình nói vậy, đây là phiên bản đời 2014 thì có giá bán ở thị trường Mỹ là khoảng từ độ 6.000 cho đến 9.000 đô la. Còn đây là cái tấm giấy mà khi họ bán ra với năm 2014 có giá là 14.520 đô la nha các bạn. Mới tin đó, vào năm 2014, động cơ là 1.2 lít 4 xi lanh. Model đây nè, 1LS hay là LS, loại thấp nhất. Cho các bạn xem coi có trang bị những thứ gì trong phiên bản xe này nha. Về phần bảo hành đó các bạn, thì với dòng xe của hãng Chevrolet thì rất là cao nha các bạn, 5 năm hoặc là 100.000 dặm cho hộp số. Đây các bạn xem, đây là hộp số tự động CVT nè. Động cơ là 1.2 lít nè, 4 xi lanh nè. Các bạn nhìn thấy không, về phần an toàn thì có trang bị tới 10 túi khí hơi an toàn lần cho phiên bản xe nhỏ này. Ngoài ra còn có hệ thống ABS, track system. Về phần nhiên liệu thì các bạn nhìn thấy đó, 34 dặm trung bình là cho một galon, hoặc là 30 dặm
ở thành phố và 39 dặm ở đường trường nha các bạn. Rất là tiết kiệm xăng. Bây giờ các bạn xem phần linh kiện của phiên bản 2014 Chevrolet Spark này. Thì ở US cũng như ở Canada là 8%, còn lại là 74% ở Korea. Cuối cùng được lắp ráp ở Korea và động cơ cũng như là hộp số là ở Nhật nha các bạn. Giá lúc đó là 14.520 đô la, thì bây giờ là khoảng 6.000 cho đến 9.000 đô la cho phiên bản xe này. Đây là cuốn sách cẩm năng cho phiên bản 2014 Chevrolet Spark này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem chi tiết hơn và những thông số cũng như là những loại nhớt gì các bạn cần dùng cho những dòng xe Chevrolet Spark này. Và đây là cho thị trường Mỹ nha các bạn, thì bạn có thể tham khảo thêm nha. Bây giờ mình sẽ lật qua cho các bạn xem. Cái phiên bản này là trang bị hộp số tự động CVT. Và nếu như mà các bạn cần phải thay nhớt hộp số tự động CVT đó, thì các bạn cần phải hạ luôn cái nắp chụp đựng nhớt hộp số CVT. Là vì phiên bản này họ không có gắn con ốc xả, các bạn cần phải mua đó là nhớt hộp số CVT cũng như là cái gioăng ở xung quanh của cái nắp đậy nhớt hộp số CVT nha các bạn. Thì bây giờ mình cho các bạn xem. Thì với phiên bản này đó, nếu như mà các bạn thay nhớt hộp số CVT đó, thì là các bạn cần phải có là khoảng gần độ 6 lít nhớt hộp số CVT nha. Còn số sàn đó thì các bạn phải dùng nhớt gọi là gear oil. Thì mình sẽ cho các bạn xem đó là loại nhớt gì. Trước tiên thì mình lật ra cái trang đó cho các bạn xem trước nha. Trước tiên các bạn nhìn đây, đây là nước làm nguội máy. Thì các bạn cần phải có là 4.8 lít nếu như mình thay nước làm nguội máy. Còn nhớt máy thì là khoảng độ 3.8 lít. Và bình xăng có thể chứa lên tới 35 lít. Còn những con ốc của cái bánh xe đó thì các bạn cần phải siết, đó là 125 Newton meter hay là 92 foot pound. Động cơ là 1.2 lít 4 xi lanh. Series là 9, hộp số tự động hay là manual cũng là series là 9 nha các bạn. Còn buji, cái phần khe hở của buji là khoảng 0.8 mm. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem coi đó là loại nhớt gì để cho các bạn dễ dàng mua. Đại khái là buji. Thì nếu như mà các bạn mua lại buji của chính hãng do hãng GM hoặc là Chevrolet thì đây là mã số này các bạn. Còn cái cần gạt nước ở phía trước đó, phía trước cho bên người lái và bên người phụ đây, đây là số phụ tùng nha các bạn, ở phía sau đây. Và nhớt loại gì, nếu như các bạn thắc mắc nhớt động cơ loại nhớt nào này các bạn, AC Delco hay là Daiso Synthetic Blend nè các bạn. Còn về phần nước làm nguội máy thì các bạn nhìn thấy đây là mua loại đã được pha chế dưới nước rồi, là 50 và 50 và dùng loại Dexco nè. Còn về dầu thắng thì các bạn cần phải dùng đó là DOT 4 hoặc là đồ phụ tùng của hãng GM đây. Còn về hộp số tự động đó thì là dùng loại nhớt của hãng AC Delco CVT Fluid hoặc là số phụ tùng đây nha các bạn. Và ở Canada là số này. Còn hộp số sàn thì là dùng nhớt 75W85 hay là của hãng GM thì đây nha các bạn, đồ số phụ tùng đây cũng như là Canada đây. Các bạn thấy cái đồ lược gió, lược nhớt hay là cái đồ lọc gió ở trong cái carbon điều hòa gió ở phía sau này thì đây nè các bạn. Rồi bây giờ mình ra bên ngoài cho các bạn xem phần động cơ của phiên bản này, đó là 1.2 lít 4 xi lanh và cái cách thay nhớt hộp số CVT nó như thế nào nếu có cái thâm nhớt nha các bạn. Mời các bạn ra ngoài xem chung với mình. Đây mình cho các bạn xem phần động cơ của phiên bản này, đó là 2014 Chevrolet Spark S-Tech số 2 16 valve. Trước tiên như là các bạn xem đây, 2014 nè, 1.2 lít nha các bạn, cho phiên bản model là LS và dùng nhớt là loại 5W20 nè các bạn. Cây thâm nhớt ở đây, các bạn xem phiên bản này có giống ở thị trường Việt Nam mình không nha. Đây ABS actuator nè, không có trang bị hệ thống cruise control trên phiên bản LS này. Đồ lọc gió, bình ắc quy và cái hộp computer ở đây. Các bạn nhìn thấy cái dấu hiệu ở cục chì này không? Họ khuyên mình là không nên xịt nước ở đây nha.
động cơ rất là nhỏ. 1 2 3 4. Bước xa xa ra cho các bạn xem. Có đầy đủ những phần cảm biến nè các bạn. Cảm biến nè. Và hệ thống đây là dùng nhớt DOT số 4. Cách để xả nhớt hộp số CVT trên phiên bản xe Chevrolet Spark này đó, thì các bạn cần phải tháo luôn nguyên cái nắp đậy ở phía dưới. Tại vì phiên bản này họ không có trang bị con ốc xả, sau đó mình phải cần đổ nhớt vào ở phía trên này nè các bạn. Ở ngay đây nó có cây thăm nhớt, cái lỗ thì nó không có được lớn lắm, nhưng mà các bạn có thể bơm nhớt vô. Thì cái phiên bản này đó là khoảng độ 5.8 lít nha, cho nhớt hộp số CVT thì các bạn có thể đổ vô. Còn nếu như mà các bạn không chính xác là bao nhiêu cái lượng nhớt để đổ vào trong cái phiên bản xe Chevrolet Spark mình đó, thì mình có thể dùng giữ lại những cái nhớt dơ hộp số đó và mình đo là bao nhiêu thì mình có thể đổ nhớt mới vào là như vậy nha. Để các bạn xem lại lần cuối ở phía trước của phiên bản này, đây là 2014 Chevrolet Spark. Có giá bán ở thị trường Mỹ là khoảng từ độ 6.000 cho đến 9.000 đô la. Trong thời điểm 2014 á, thì với phiên bản mới tinh này nó có giá bán là khoảng 14.520 đô la. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình hẹn các bạn ở video tới. Bye bye.